Disclaimer xin chào tất cả mọi người nhé. Bên cạnh tay trái của em là một trậu kiều vuông được lấy từ Kon Tum ở vườn quốc gia Chu Mon Ray. Một trậu kiều vuông này là khá là to, có nhiều thân tơ xung quanh rất là nhiều. Trậu này thì đến Tết hoặc là qua Tết mình có thể được ngắm hoa. Cameraman quay gần lại cho em. Đây em sẽ cho mọi người xem nha. Cái thân tơ của nó to gấp đôi ngón tay cái đây. Mọi người có thể nhìn rõ không ạ? Đây, ngón tay cái của em đã to rồi mà cái này còn to gấp đôi của em, là mọi người xem như thế nào nhá. Đó, tới bản lá của nó khá là to, bản lá mít này đẹp, xanh mướt, khá là đẹp đó mọi người ạ. Cái chậu này thì em xin chia sẻ với mọi người là 300k. Trên cái chậu này thì 10 cái thân tơ như này là Tết hoặc qua Tết chúng ta có thể ngắm một cái chậu kiều vuông này khá là đẹp, khá là rực rỡ. Thì em xin chia sẻ cái chậu này là 300k. Các cô chú anh chị nào thì muốn mua thì liên hệ qua số điện thoại 0379 390 671 nhé. Đây, trên tay em nè, em sẽ để một hình ảnh mặt hoa của kiều vuông. Có một số cô chú anh chị đã biết rồi nhưng mà một số cô chú anh chị còn chưa biết thì em xin để hình ảnh ở trên đây nhé. Đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em và hẹn mọi người những cái video tiếp theo nhé. Xin chào mọi người. You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.